Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Cần nhanh chóng khắc phục tình trạng biển xâm thực tại xã Hoàng Phụ. Phụ nữ Thanh Hóa với chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây đã diễn ra tình trạng biển xâm thực tại cửa Lạch Hới, thôn Tân Xuân, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa. Sáng nay, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra, yêu cầu các ngành chức năng và huyện Hoàng Hóa nhanh chóng có giải pháp khắc phục, đồng thời đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại khu vực có nguy cơ xảy ra biển xâm thực. Qua kiểm tra cho thấy, khu vực ven biển Lạch Hới thuộc địa phận thôn Tân Xuân, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa bị nước biển xâm thực sâu vào đất liền, có nơi sâu tới 200m. 1.500m2 đất bị sạt lở, có đất của 3 hộ dân, đất nuôi trồng thủy sản, khoảng đất quy hoạch cụm công nghiệp, đất rừng sản xuất. Tình trạng biển xâm thực đang gây tâm lý lo lắng trong nhân dân, nhất là các hộ dân có nguy cơ cao ở khu vực gần biển. Qua kiểm tra thực tế và nghe ý kiến các ngành, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang giao Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa khẩn trương cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn, nghiêm cấm người dân và khách du lịch ra vào khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức di dân khẩn cấp các hộ dân trong khu vực nguy cơ cao đến nơi an toàn, đồng thời lựa chọn đơn vị tư vấn để lập kế hoạch xử lý khẩn cấp. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực biển Hoàng Phụ, thẩm định phương án lựa chọn tư vấn của Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí giao Sở Tài chính bố trí vốn để thực hiện dự án khẩn cấp xử lý tình trạng sạt lở tại khu vực biển xã Hoàng Phụ. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức hội nghị truyền thông cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tại hai huyện là Hoàng Hóa và Quảng Sương. Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phổ biến kế hoạch hành động số 33 ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, kế hoạch hành động số 285 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chỉ thị số 03 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới. Các đại biểu cũng đã được lãnh đạo văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa triển khai các nội dung chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Qua hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận hai huyện Hoàng Hóa và Quảng Xương những kiến thức cơ bản của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chương trình mỗi xã một sản phẩm, tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân, đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm ưu tiên dùng hàng Việt Nam và tinh thần sáng tạo để xây dựng các sản phẩm OCOP, góp phần thực hiện tốt phong trào đoàn kết sáng tạo do Mặt trận Tổ quốc phát động. Qua 15 năm triển khai, chương trình tín dụng ưu đãi cho vay học sinh sinh viên tại Thanh Hóa đã có hơn 448.000 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, tiếp sức đến trường. Chương trình tín dụng cho vay học sinh sinh viên được Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, dịch bệnh, học sinh mồ côi, không phân biệt loại hình và thời gian đào tạo. Đặc biệt, từ tháng 5 năm nay, mức cho vay tối đa tăng lên 4 triệu đồng một tháng một người. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa đã triển khai cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Mức cho vay tối đa 10 triệu đồng một học sinh sinh viên, thời hạn cho vay tối đa 36 tháng, lãi suất 1,2% một năm. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Yên Định đã thực hiện cái việc thứ nhất là đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện rà soát các cái đối tượng có đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn, và hiện tại thì Ngân hàng Chính sách Xã hội Yên Định đã đăng ký cái nguồn vốn với cấp trên để đảm bảo đúng đủ cái nguồn vốn để thực hiện cho vay cái chương trình tín dụng học sinh viên. Từ nguồn vốn ban đầu chỉ 2,4 tỷ đồng, đến nay doanh số cho vay học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt hơn 3.600 tỷ đồng, với trên 448.000 lượt học sinh sinh viên được vay vốn. Dư nợ đến nay đạt gần 145 tỷ đồng với hơn gần 4.100 hộ đang vay. Việc triển khai kịp thời các chương trình cho vay học sinh sinh viên đã góp phần quan trọng để hàng chục nghìn học sinh sinh viên nghèo tiếp tục được đến trường. Trong nuôi trồng thủy sản, việc đảm bảo chất lượng môi trường nước là yếu tố quan trọng quyết định sản lượng tại các vùng nuôi. Đây là vấn đề đang được ngành nông nghiệp Thanh Hóa, các địa phương, hợp tác xã, người nuôi trồng thủy sản quan tâm và có nhiều giải pháp hiệu quả. Năm 2022, Thanh Hóa có 19.200 hecta nuôi trồng thủy sản gồm nước ngọt 14.100 hecta, nước mặn lợ 5.100 hecta. Trong số 5.100 hecta nước mặn lợ có 4.100 hecta nuôi tôm, 1.000 nuôi ngao. Hiện nay, Thanh Hóa chỉ có khoảng 600 hecta nuôi tôm trong ao, còn lại phần lớn là nuôi quảng canh, khó khăn trong việc kiểm soát nguồn nước đầu vào, nhất là khi hạ tầng vùng nuôi còn thiếu đồng bộ.
Chi cục Thủy sản Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp các địa phương và đơn vị chuyên môn lấy mẫu quan trắc môi trường đại diện tại các vùng định kỳ, kiểm tra phân tích các chỉ số môi trường, thông báo kịp thời đến các vùng nuôi, hộ nuôi, khuyến cáo các biện pháp xử lý môi trường nước, dịch bệnh bất thường. Đồng thời có nhiều biện pháp nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường nuôi trồng. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, in ấn sổ tay hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản nắm được các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường cũng như là cái quy trình quản lý chất lượng nước cho từng đối tượng nuôi. Nhờ vậy mà trong năm 2022 thì không xảy ra các vấn đề về dịch bệnh. Nhờ chủ động quản lý kiểm soát môi trường nước, từ đầu năm đến nay, các vùng nuôi thủy sản nước mặn lợ, nhất là nuôi tôm của Thanh Hóa phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh hàng loạt do ô nhiễm môi trường nước, góp phần đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 9 tháng năm 2022 đạt trên 58.000 tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chung tay góp sức cùng các cấp, các ngành, các địa phương để hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi còn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương. Đến nay toàn tỉnh đã có gần 1.300 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hội nhận đỡ đầu và kết nối với các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu thông qua tổ chức hội phụ nữ. Với phương châm ở đâu có trẻ mồ côi ở đó có mẹ đỡ đầu, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ nhận đỡ đầu trẻ mồ côi bằng các hình thức nhận trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi hoặc nhận đỡ đầu gián tiếp thông qua các cấp hội với mức hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng một cháu, khuyến khích nhận đỡ đầu cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Chúng tôi tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng đồng hành nhận chia sẻ và hỗ trợ đỡ đầu các trẻ mồ côi. Chúng tôi cũng chỉ đạo các cấp hội phối hợp giám sát các cái chính sách liên quan đến hỗ trợ trẻ mồ côi và phân bổ các nguồn lực đồng đều trên địa bàn toàn tỉnh và đặc biệt quan tâm đến các đối tượng trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương của các cấp hội phụ nữ Thanh Hóa đã và đang lan tỏa, truyền đi tinh thần nhân văn cao đẹp, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức hội, đồng thời giúp trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được chăm sóc, học tập trong tình yêu thương của cộng đồng. Chiến dịch tiêm bổ sung vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều cho trẻ 7 tuổi dự kiến sẽ được tổ chức đồng loạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Năm nay, tỉnh Thanh Hóa có hơn 71.000 trẻ em 7 tuổi thuộc diện tiêm bổ sung vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã phân bổ vaccine uốn ván bạch hầu về các huyện, thị xã, thành phố. Việc tiêm chủng sẽ tổ chức theo hình thức cuốn chiếu làm hai đợt, mỗi đợt cách nhau 5 đến 10 ngày. Ngày tiêm chủng chiến dịch không trùng với ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng tại mỗi địa phương. Các địa phương tổ chức các điểm tiêm chủng cố định và lưu động phù hợp, đảm bảo tất cả các đối tượng tiêm chủng phải được theo dõi ít nhất 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm và được hướng dẫn theo dõi sau tiêm tại nhà ít nhất 24 đến 48 giờ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành giáo dục tại địa phương để chuẩn bị cho công tác tổ chức tiêm chủng. Cùng với đó là rà soát lại hệ thống năng lực dây chuyền lạnh trong tiếp nhận bảo quản vaccine, cũng như là công tác tập huấn cho cán bộ y tế tham gia tiêm chủng. Việc triển khai tiêm vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều cho trẻ năm 2022 thì sẽ được triển khai theo hình thức tiêm chiến dịch. Chúng ta sẽ tổ chức tiêm đồng loạt tại tất cả các trạm y tế xã phường trên địa bàn tỉnh. Hơn 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nên tỷ lệ trẻ tiêm chủng vaccine bạch hầu, ho gà uốn ván trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại một số địa phương đạt thấp. Bệnh bạch hầu uốn ván đã được khống chế tại Việt Nam từ năm 2012, có dấu hiệu quay trở lại. Do đó, chiến dịch tiêm bổ sung vaccine phòng uốn ván bạch hầu cho trẻ 7 tuổi được Bộ Y tế triển khai hàng năm trên toàn quốc nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong do uốn ván bạch hầu ở trẻ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 6 đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và có xu hướng giảm cường độ và khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào đất liền. Từ chiều tối và đêm ngày hôm nay, 19 tháng 10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13 đến 15 độ C, khu vực Trung Du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 16 đến 18 độ C. Vùng biển ven bờ Thanh Hóa bao gồm cả đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu và Hòn Đót, độ cao sóng từ 1,5 đến 3 mét, vùng biển ngoài khơi Thanh Hóa từ 3 đến 5 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển Thanh Hóa cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Bản tin cuối ngày hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.